Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang đứng ở gần xã Tân Ninh, thị xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại chúng tôi đây đang có khách gửi một sản phẩm bất động sản. Sản phẩm bất động sản này có diện tích là 604 m². Cái vị trí tôi đứng đây thì gần cây xăng số 19. Gần cây xăng số 19 và cách quốc lộ 51 khoảng tầm 9 km. Và vị trí tôi đứng đây thì là gần ngay trường tiểu học Tóc Tiên, gần khu du lịch sinh thái Golden Green. Thì cái diện tích của lô đất này là 604 m², đất trồng cây lâu năm. Và cái miếng đất này thì nó có hình hơi méo méo một chút nhé quý vị các bạn, nó bị méo méo hình tam giác đấy nhé quý vị. Đất thì đã được vây tường vây này, rồi là chủ đất đã làm hàng rào để ngăn ranh giới giữa các hộ với nhau. Thì do nhu cầu công việc, cái chủ nhà đang làm giang dở. Hiện tại trên đất thì chủ đã xây tường vây được từ móng lên này quý vị này, móng lên đất chắc chắn này, móng lên này khoảng tầm 1 m lên rồi này, rồi tường vây này. Do nhu cầu chuyển đổi công việc đấy nên chủ nó cũng chuyển đổi chỗ ở, đâm ra chủ không làm nữa, làm giang dở đây. Hiện tại trên đất thì chủ đã xây căn nhà cấp 4 này thì cũng đang hoàn thiện dở đấy quý vị nhé. Đấy, do lâu ngày chủ không về, cái này cũng không dọn dẹp vậy đấy, không qua lại thì đâm ra của xa, đâm ra cây cối mọc tùm này. Thì từ cái vị trí tôi đứng của lô đất này đi ra cái trục đường chính, đi ra quốc lộ 51 ấy, thì khoảng 50 m thì bên cạnh ấy là có cây xăng số 19 nhé. Đấy, bên cạnh là có cây xăng số 19. Từ vị trí tôi đi ra đây này là đi ra khoảng tầm 50 m nữa, 50 m nữa là bên tay phải là cây, bên tay phải là cây xăng số 19 này. Đi lên khoảng tầm 300 m nữa, 400 m nữa là trường tiểu học Tóc Tiên, và gần đó là khu du lịch sinh thái Golden Green. Và đi ra bên tay trái tôi này này thì là đi ra 9 km nữa là ra quốc lộ 51 nhé. Thì quý vị và các bạn có quan tâm đến cái sản phẩm bất động sản 604 m này thì liên hệ với chúng tôi để được cái giá tốt nhất. Thì bây giờ là chủ đang rao cái giá là 799 triệu. Đây, cây xăng đây các bạn nhé, đây là ranh giới của cây xăng và đất của nhà dân này. Đấy, do không có người ở, không có người qua lại, và chủ cũng ở xa này, đường không có người đi, đâm ra cũng cây cối mọc tùm này. Với lô đất mà diện tích 604 m mà với giá là 799 triệu này là cũng giá cũng tương đối hợp lý các bạn. Đây đi khoảng tầm 50 m ra mặt đường chính nha các bạn này. Đấy, đây này, đây là cây xăng dầu này, ấp 4 này, đường Hội Bài, xã Tóc Tiên này, xã Phú Mỹ này. Đấy, còn đây là hướng tay phải tôi từ lô đất ra, đấy là cây xăng đây này, còn đi lên khoảng tầm 300 m, hơn 300 m nữa là trường tiểu học Tóc Tiên nhé. Đi lên một đoạn nữa là khu du lịch sinh thái Golden Queen nhé.
Còn đi về tay trái tôi hướng này 9 km nữa nó là ra quốc lộ 51 nhé quý vị các bạn nhé. 51 thì có một hướng đi về từ đây đi ra quốc lộ 51 thì một hướng đi về là về Vũng Tàu này, một hướng đi về Sài Gòn này. Vậy quý vị và các bạn ai quan tâm đến cái sản phẩm bất động sản 604m này thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được sở hữu cái miếng đất này nhé. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh của chúng tôi và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin bất động sản tốt nhất. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video bất động sản lần sau nhé.